ជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយអំពីរបៀបដំឡើងកម្មវិធី Adobe Photoshop C/3ឲ្យហ្វូលមួយរយទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ចេះដំឡើងអញ្ចឹងរៀនទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទតោះចូលមក nít cam thí sạch áp nếu mà bồn open của bạn click lên về phía đó của bạn bạn tọa máu dừng accept next install rộng chạm về tình máu cam thi đi đã cứ xâm lập ca các cao lục phép vì ta mình đã hàng thoát rút và đặt rút thì trời nó ra về kia sâu ra bộ ả đạp bộ sạp xí xí tê vô cam thi ní vì thu tích các cao lục phép anh ấy rồi thế xâm lập bóng ôn này ra cao khuôn các phát phương ấy còn ra cam thi ả đạp bộ sạp xí xí Adobe Photoshop CC với miền cam thi tràn effect tool sản phẩm ca design thế bây giờ đào trả lời các ca rút phép đây mà mốc có cái đó đây là bộ sọc CC này vì sau mình thu nhẹ nhàng hay dương nghệ riêng mấy dương vì nghệ sửa chạm chắc bác ôn rong chăm mình thấy tớ vì đã dự để bác video này em chạy làm lại chun chụp bố bác ôn để còn chẳng riêng mày nâng chẳng chạy nâu cảm thấy cả to bị lục hiệp nghề nghề hay cả sau một cái video đấy xong rồi nó là video để mình có học khó con để mình thử ngủ đi lúc nhầm mình mang chỉ nhẹ chip tôi video tế nhầm còn tại miền bắc sau thì tôi xong rồi chạy rồi lấy đào bao vốn để còn toàn chạy xong rồi bao vốn để còn chạy hỏi xong còn chia sẻ hay bờ miền có học khó con ấy xong còn comment ở trong video nhưng mình sẽ lại tắm là bao vốn để học nhiều hơn và chẳng cam thì nít pro bàn cho phái
chẳng mong ôn nguyên việc finish finish restart chẳng bài toàn việc restart tới giờ finish thầm này nó và cho nó mong ôn cho nó nông crack copy crack rồi mà và thấy dừng cho từ đó Photoshop thân mà này này và send to đã lên desktop mà toàn mod mà vô mouse nam lưu ý dụ cái open file location và hãy mouse nam hạt lưu về mod refresh và refresh continue và toàn mod và vô bạc xa lưu mod và chẳng vì rủi ro là hết chúng ta video này xin xôm chọc tại này những ốc con chúng ta bảo ôn để chui control là video bọc nhầm bảo ôn complete chui chơi subscribe nâng like xem để mùi khó để bây giờ tụi bạn video thamay mình to tiếp tục nhầm bạn.